Kính chào quý vị, chào các đồng chí. Quý vị và các đồng chí thân mến, trong chuyên mục truyền hình An ninh Tuyên Quang hôm nay, phần tin phản ánh một số hoạt động của lực lượng công an Tuyên Quang trong tuần qua. Tiếp đó là phóng sự bốn cùng để vận động đồng bào dân tộc Mông không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Kết thúc là phóng sự tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Sau đây mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2024. Đây là đại hội đoàn điểm cấp cơ sở được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chỉ đạo mở đầu cho đại hội đoàn các cấp trong lực lượng công an Tuyên Quang. Diễn ra trong thời gian một ngày, đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ Chi đoàn Phòng Tham mưu với tinh thần phát huy trí tuệ, đoàn kết, thống nhất, tập trung dân chủ. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2019-2022, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ mới, thảo luận, tham gia ý kiến vào văn kiện đại hội đoàn cấp trên, bầu ban chấp hành, bí thư, phó bí thư chi đoàn khóa mới, bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Chi đoàn Phòng Tham mưu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2024 đã thành công tốt đẹp. Đây là tiền đề để toàn thể đoàn viên thanh niên chi đoàn quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nghị quyết đại hội đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Là đại hội đoàn điểm cấp cơ sở của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, thành công của Đại hội Chi đoàn Phòng Tham mưu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Tuyên Quang lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Lê Mạnh Hà, sinh năm 1970, trú tại thôn 23, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo tài liệu điều tra, bị can Lê Mạnh Hà đã biên soạn đăng tải chia sẻ trên các trang mạng xã hội YouTube, Facebook nhiều bài viết, video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Khám xét nơi ở của Lê Mạnh Hà, cơ quan an ninh điều tra thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội. Hành vi của Lê Mạnh Hà đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, chia sẻ khối đại đoàn kết dân tộc nên cần phải được nghiêm trị. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Hồi 22 giờ 20 phút ngày 10 tháng 1, tại thôn Phan Lương, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, Công an huyện Sơn Dương lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Quang Thành, sinh năm 1999, trú tại thôn Thái Thịnh, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, về hành vi tàng trữ vận chuyển hàng cấm, pháo nổ. Tang vật tạm giữ 6,8 kg pháo các loại có in nhiều chữ nước ngoài. Tại cơ quan công an, Trần Quang Thành khai nhận mua số pháo trên là pháo hoa nổ do Thành mua của một đối tượng trên mạng xã hội với mục đích sử dụng và bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được công an huyện Sơn Dương tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Gần dân, hiểu dân, học dân, trực tiếp xuống địa bàn bám cơ sở, nắm tình hình an ninh trật tự. Đó là việc làm thường xuyên của Thượng úy Đặng Quốc Trung, công an viên xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Xã Minh Hương là một xã vùng sâu, vùng xa, nơi đây có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Lợi dụng nhận thức còn hạn chế, các phần tử xấu thường xuyên đến vùng đồng bào dân tộc Mông cư trú để tuyên truyền, lôi kéo bà con theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Một bộ phận không nhỏ người Mông đã tin theo, làm cho tình hình an ninh nông thôn có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định về an ninh trật tự. Năm 2019, Thượng úy Đặng Quốc Trung được điều động về nhận công tác tại Công an xã Minh Hương, huyện Hàm Yên. Dù không phải là người địa phương, không thông thạo địa hình, nhưng với sự nhiệt tình và năng lực công tác, anh đã nhanh chóng bắt tay vào công việc.
vừa tìm hiểu về đời sống văn hóa bản sắc của bà con nhân dân trên địa bàn phụ trách. Anh vừa tranh thủ học tiếng Mông ngoài giờ làm việc để có thể cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với bà con. Mặc dù địa bàn rộng, đường xá đi lại khó khăn, có khi phải đi bộ hàng giờ đến những bản làng xa xôi, nhưng với quyết tâm vận động người Mông không còn tin theo, nghe theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, không làm mà vẫn có ăn, giúp đồng bào hiểu rõ bản chất, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch phản động, tập trung làm ăn để phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Thượng úy Đặng Quốc Trung vẫn ngày ngày miệt mài tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, mọi lứa tuổi, mọi đối tượng, khi có điều kiện là kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục người dân không theo tà đạo. Bà con nhân dân từ chỗ tránh mặt, đóng cửa, không mời vào nhà, không tiếp xúc, không nói chuyện, đã dần thân thiện cởi mở với cán bộ công an, lắng nghe tin tưởng cán bộ, không còn theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Cán bộ có ăn thì theo cái gì thì bảo ăn thì theo cán bộ thôi, không theo đạo đâu. Theo đạo là nó không phụ được cái gì đâu. Rồi, bản thân tôi khi nhận nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ tại trên địa bàn xã Minh Hương, huyện Minh tỉnh Tuyên Quang do lãnh đạo đơn vị giao, thì về công tác vận động quần chúng và tổ chức trực tiếp đấu tranh với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn, thì ban đầu thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đồng bào dân tộc ở đây thì hay tránh mặt cán bộ công an, không tiếp xúc với cán bộ công an cũng như cán bộ thôn bản ở đây. Thì bản thân tôi thì khi đã nhận nhiệm vụ và không ngại khó khăn khi họ không tiếp xúc với mình, thì mình cũng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với nhiều ban ngành đoàn thể khác, từ thôn bản rồi đến cấp ủy chính quyền địa phương, thì thường xuyên xuống tuyên truyền vận động bà con. Thì dần dần truyền có những cái bước chuyển hướng, thì bản thân đã tiếp cận được gặp dân ở đâu thì mình vận động ở đấy, gặp người ở đâu thì mình tiếp xúc ở đấy. Căn cứ theo kết quả đã đạt được và đã tham mưu với chính quyền địa bàn triển khai chế độ chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế cho bà con nhân dân. Qua đó dần dần bà con nhân dân vẫn tin tưởng vào chính quyền địa phương, vẫn tin tưởng vào cán bộ và tiếp tục lan tỏa về những cái độ chế độ chính sách trong đồng bào dân tộc Mông, để cho bà con cùng nhau nhận thức rõ về bản chất của tổ chức bất hợp pháp Dương Mình, Dương Văn Mình, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Vấn đề khó khăn nhất đã được giải quyết. Từ đó, Thượng úy Đặng Quốc Trung đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và công an huyện tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Không kể ngày đêm, anh cùng các đồng đội đến từng hộ gia đình trong xã tuyên truyền pháp luật, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để ổn định tình hình. Bên bếp lửa hồng không có sự phân biệt giữa cán bộ với người dân. Anh tích cực tuyên truyền giải thích để đồng bào hiểu rõ và nắm rõ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc. Anh đã trực tiếp vận động được 7 hộ với 55 nhân khẩu cam kết từ bỏ không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Qua những câu chuyện bên bếp lửa, bà con hiểu Đảng, Nhà nước ta tôn trọng tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, nhưng cũng rất nghiêm khắc xử lý đối với những hoạt động tôn giáo trái pháp luật, tín ngưỡng cuồng tín, đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc. Từ khi Thượng úy Đặng Quốc Trung và lực lượng công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại địa bàn, tình hình an ninh trật tự tại xã Minh Hương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Với sự cố gắng linh hoạt, chủ động nắm chắc tình hình, huy động sức mạnh tổng hợp của các ban ngành đoàn thể trong huyện và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ, công an xã đã đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Từ đó, xây dựng được thế trận an ninh nhân dân, bao vây phong tỏa, vô hiệu hóa, thu hẹp diện ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trong vùng đồng bào dân tộc Mông, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra 35 vụ cháy, thiệt hại về tài sản ước tính trên 760 triệu đồng. Để chủ động phòng ngừa, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, Công an tỉnh Tuyên Quang đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, kết hợp đồng bộ giữa tuyên truyền, nhắc nhở với kiểm tra, hướng dẫn và chủ động về lực lượng phương tiện, kịp thời xử lý các tình huống khi có cháy nổ xảy ra. Thành phố Tuyên Quang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, với mật độ dân cư đông, số lượng các cửa hàng tạp hóa, cơ sở kinh doanh trên địa bàn rất lớn. Hầu hết, các cửa hàng kinh doanh tạp hóa trên địa bàn đều tận dụng kết hợp giữa nhà ở và buôn bán.
số lượng hàng hóa nhiều, dễ gây ra cháy, không gian sống không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy là một trong những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh không chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, tập trung vào các khu vực có nhiều hộ kinh doanh như chợ Tam Cờ. Để đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ trong chợ Tam Cờ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với Công an thành phố Tuyên Quang và Ủy ban Nhân dân phường Tân Quang tăng cường thống kê, rà soát, kiểm tra hướng dẫn các hộ dân cư trên địa bàn, nhất là các hộ kinh doanh mặt hàng dễ cháy nổ như hàng quần áo, hàng vải, hàng khô, đồ thờ, hàng mã, về việc sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt cũng như các biện pháp đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Từ đó kịp thời phát hiện những tồn tại thiếu sót để chấn chỉnh nhắc nhở. Chúng tôi xác định cái công việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại các chợ nơi ban quản lý chợ quản lý là rất quan trọng, nên được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Công an tỉnh thì chúng tôi đã lên kế hoạch thành lập phương án phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Thì chúng tôi đã thành lập được tổ phòng cháy chữa cháy, nòng cốt là cán bộ quản lý chợ, đội bảo vệ hàng hóa ban đêm và đội trông xe đạp, tổ trông coi xe đạp xe máy và các hộ kinh doanh trong chợ nơi chúng tôi quản lý. Chúng tôi xác định là cái việc cuối năm là cái chợ là cái nơi tập kết hàng hóa là số lượng là nhiều, người ra vào đông đúc nên cái nguy cơ tiềm ẩn cái việc cháy nổ là rất là cao. Thì chúng tôi đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh là không được căng tre bạt làm ảnh hưởng đến mỹ quan và đến công tác phòng cháy chữa cháy của chợ. Các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi được thường xuyên là kiểm tra và vận hành đảm bảo tốt, không để cái hiện tượng là không sử dụng được các trang thiết bị. Qua kiểm tra, các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố chấp hành tương đối tốt hướng dẫn của lực lượng chức năng, trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh, không đun nấu, thờ cúng trong khu vực nhiều hàng hóa, góp phần hạn chế tới mức thấp nhất những nguyên nhân phát sinh cháy nổ. Để tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Lực lượng cảnh sát khu vực, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra nhằm phát hiện những sơ hở, thiếu sót, vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy tại từng hộ gia đình để kịp thời khắc phục, đồng thời hướng dẫn người dân các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và các cách thức thoát nạn. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Hàng năm thì được sự quan tâm của cơ quan phòng cháy chữa cháy này, ban quản lý có tổ chức là hàng năm tập huấn thì chúng tôi cũng được học về cách thức là để phòng cháy rồi là để chống cháy, chẳng hạn như là sử dụng bình cứu hỏa này rồi sắp xếp hàng hóa làm sao cho nó ngăn nắp gọn gàng, rồi các thiết bị điện thì sử dụng làm sao để nó an toàn, ví dụ như là được dây điện phải được lắp vào trong các ống này, không được để nó tiếp xúc ra ngoài những cái vật dụng dễ cháy. Thì các hộ kinh doanh chúng tôi có những cái như là nhắc nhở nhau, cố gắng làm sao để giữ cho nó an toàn. Thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp đối với công tác phòng cháy chữa cháy, huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, mặt trận tổ quốc tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để đạt được kết quả đó, lực lượng công an tỉnh Tuyên Quang đã phát huy vai trò nòng cốt, tập trung làm tốt công tác nắm, dự báo, phân tích, đánh giá tình hình để tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo toàn diện các mặt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy trên địa bàn toàn tỉnh, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy, tập trung ở các khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, các khu dân cư. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy. Thì chúng tôi đã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, làm tốt công tác giao các văn bản chỉ đạo
các cái cấp, các ngành, các cái đơn vị địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt các cái quy định pháp luật về công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ. Thế rồi là tăng cường phối hợp với các cái cơ quan đơn vị liên quan tổ chức các cái lớp tập huấn tuyên truyền để phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân đối với công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt là trong gần đến cái dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra đối với các cái cơ sở trọng điểm trên địa bàn toàn tỉnh để hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện tốt các cái quy định của pháp luật về phòng cháy cháy. Thế rồi là khắc phục kịp thời các cái tồn tại thiếu sót về phòng cháy, không để xảy ra các sự cố cháy nổ, đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động sản xuất và kinh doanh. Thời gian tới, dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh, lưu trữ hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân tăng cao, kéo theo phát sinh nhiều nguy cơ cháy nổ. Để chủ động công tác phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tối đa số vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị cần triển khai các biện pháp về phòng cháy chữa cháy, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an toàn tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, đối với việc sử dụng điện, ga, sắp xếp, lưu trữ hàng hóa, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, tổ chức kiểm tra, phúc tra đối với các cơ sở còn tồn tại vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở không thực hiện các kiến nghị về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ gây ra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh. Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục truyền hình An ninh Tuyên Quang đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục sau. Thân ái chào tạm biệt.